Dư luận xôn xao trước hình ảnh bà lão chuyên đi nhặt ve chai vào ban ngày, giá khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Nhưng thực tế, bà có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Hà Nội. Thông tin nhận được nhiều ý kiến trái chiều và những nội dung tìm hiểu sau đây giúp rộng đường dư luận. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện tên Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, đang sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp cổ ở địa chỉ số 63A phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hiện ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2 và tầng 3 là của gia đình khác. Chia sẻ với báo Phụ Nữ Việt Nam, bà Phượng cho biết bà là người gốc Hà Nội, căn nhà đang ở là do bố mẹ để lại. Thời trẻ, bà từng làm giáo viên, rồi làm việc trong tòa soạn báo, công tác được một thời gian bà nghỉ nên không có lương hưu. Về đoạn video ghi lại cảnh bà dùng xe đạp được cho là chở đầy ắp quà từ thiện, sau đó mang về nhà. Bà cho biết đêm hôm đó đi nhặt ve chai thì được người ta phát đồ từ thiện nên xếp lên xe chở về. Nhiều người có cái nhìn hoài nghi về việc nhận quà từ thiện bởi có rất nhiều người tự nhận là không có nhà cửa, giành giật tranh cãi nhau để lấy đồ từ thiện. Nhưng sau đó thì nhiều món quà được đem bán đi để lấy tiền, số còn lại thì dứt chỏng chờ. Những hình ảnh sau đây gây phẫn nộ khi những tấm lòng và sự chia sẻ của các cá nhân tổ chức từ thiện bị trục lợi. Cách đây hơn một năm, sau loạt bài phản ánh trên báo chí về tình trạng này, các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp tìm hiểu xác minh và khẳng định nhiều người trong nhóm vô gia cư đều có nhà cửa. Mặc dù viết cam kết không tái phạm, nhưng nay nhiều người lại tiếp tục hành nghề. Bên cạnh việc phê phán hành động của những người tự nhận là người vô gia cư để trục lợi, thì việc trao quà sao cho đúng người, đúng nơi cần đến phần lớn nhờ vào cá nhân, tổ chức khi thực hiện các chương trình tìm hiểu kỹ lưỡng, nắm bắt kịp thời, hỗ trợ những người vô gia cư lang thang và giải quyết tình trạng giả là người vô gia cư để trục lợi từ thiện.